Rồi mình xin chào quý vị và các bạn, xin chào cả nhà mình. Trước hết thì xin chúc cả nhà mình ngày mới sức khỏe cả nhà ha. Thì hôm nay mình đến với trạm của bạn My, chỗ mà 153 bé cả nhà ha. Thì bây giờ mình đang quay các bé cho cả nhà mình xem, nhưng mà mình xin giảm âm lượng xuống để mình xin thông báo số tiền của cả nhà mình đang tạm giữ của cả nhà mình luôn ha, để khỏi mất thời gian của cả nhà mình. Số tiền cũ của cả nhà mình là mình đang giữ là 25.200.000 và 100 đô Canada. Thì hôm nay mình nhận được là của chị là Phú Tươi 1.000 đô la Mỹ và bạn là Thương Văn Nguyễn 100 đô Canada. Như vậy là tổng số của cả nhà mình xin tạm giữ là 25.200.000 tiền Việt và 200 đô Canada và 1.000 đô Mỹ. Rồi siêu nhân cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Đã tin tưởng mình, giao cho mình số tiền để cho mình giữ đây là thay mặt cả nhà mình ra Tết là mình đi đến các trạm mang đến cho các bé những bữa ăn. Cảm ơn cả nhà mình đã tin tưởng mình. Thì mình cũng xin nói cả nhà mình ha, từ đây sắp tới Tết á, thì mình đến vài trạm đó thôi theo như cả nhà mình đó là yêu cầu với mình, nhưng mà mình cũng hạn chế ra đường hết cả nhà ha. Thì cả nhà mình thấy rồi, thông báo là rất là căng, thì ra Tết mình mới đồng hành nhiều nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình tin tưởng mình nha, cảm ơn nhiều lắm. Thì hôm nay mình đến thăm trạm của bé My và cũng thăm bé già mà bị điếc mà hả mình cứu được cả nhà ha. Thì tới đây thì cả nhà mình cũng đã quay cho bé cho cả nhà mình xem nha. Rồi bé hôm nay cũng khỏe mạnh, được cạo lông để trị nấm da. Rồi mình sẽ hỏi thăm bạn My chút xíu rồi mình sẽ về cả nhà ha. Tại vì nói chung là bữa giờ là mình còn không dám đi xa. Hai ba bữa nay là cả nhà mình thấy rồi, tin tức đưa ra rất là nhiều, đâm ra mình cũng hạn chế ra đường, hạn chế ra chỗ đám đông. Thì có lẽ là chắc mình cũng nói cả nhà mình, chắc có lẽ là từ đêm Tết mình cũng giãn bớt. Mình đang giữ tiền của cả nhà mình, nhưng mà cả nhà mình cũng đừng có lo, mình sẽ giãn bớt thôi, ra Tết mình sẽ đi tiếp. Chứ còn bây giờ là nó đang căng, tình hình đang căng cả nhà ha, đang bùng phát mạnh, cả nhà mình cũng nghe ha. Thì qua Tết rồi ổn định lại chút xíu, lắng dịu lại chút xíu, mình sẽ đến thăm các trạm thường hơn. Còn từ đây đến Tết thì công việc nhà cũng bận bịu cũng nhiều. Rồi đùng một cái nữa thì tin tức ở nhà mình cũng nghe rồi, đâm ra vì chỗ này là mình hạn chế ra đường ha cả nhà ha. Thì bây giờ là đứng ở đây là tranh thủ các bé nó quen mình á, nó bớt ồn rồi mình sẽ nói được cả nhà mình nghe chút xíu thôi. Còn những cái khúc kia nó ồn, cả nhà mình thông cảm nha, mình sẽ giảm âm thanh xuống. Bây giờ mình sẽ hỏi thăm bạn My, tại vì mình thấy có mấy bé chó con mới về đẻ là cứu được bên ngoài, chó mẹ có bầu sẵn á, rồi đem về rồi tụi nó đẻ. Thì mình cũng có một hai khán giả là mà muốn nhờ mình là kiếm một hai bé để về nuôi. Thì bây giờ là mình hỏi bạn My sẽ xin một hai bé về cho cả nhà mình. Tụi nó còn nhỏ, nó chưa biết ăn, thì để mình dặn bé My nha. Cả nhà yên tâm, mình sẽ dặn bé My, chừng nào tụi nó lớn lên chút xíu nữa nó bỏ bú vú rồi á, nó biết ăn rồi mình sẽ xin cho cả nhà mình ha. Chứ còn ở đây cũng không có nuôi nhiều. Mình cũng có hỏi rồi, bạn My nói là chừng khi nào biết ăn là bạn My sẽ đưa cho mình, tặng cho cả nhà mình. Nhưng mà rất là hy vọng cả nhà mình thương yêu các bé, tại vì cái này là các mấy bé mẹ này là cứu bên ngoài đem về, tụi nó có bầu sẵn, chứ còn trong đây là không có bầu nha cả nhà mình. Trong đây là triệt sản. Và cho cả nhà mình xem đây một bầy ha. Rồi đây cũng có một bầy nữa, nhưng mà bé này là hơi dở. Rồi để tụi nó biết ăn uống đàng hoàng hết thôi, sữa mẹ rồi mình xin một hai bé về cả nhà mình muốn đón bé này. Tiếng ha. Cả nhà mình dặn mình nha, rồi để mình mới nhớ, chứ thôi mình không nhớ được thì cả nhà mình thông cảm. Tới chừng đó mình sẽ đem về cho cả nhà mình. Rồi cả nhà mình thấy các bé ra rất là đông ha, nhưng mà tụi nó hơi ồn như cả nhà mình. La thì la, tụi nó ồn nè, đâm ra mình xin giảm âm lượng xuống tối đa ha, để cho cả nhà mình khỏi giật mình với điếc tai cả nhà ha. Cả nhà mình thông cảm nha, trong cái clip này thì âm thanh nó không được đều, có nghĩa là lúc nào tụi nó ồn á là mình xin giảm xuống, thì đồng nghĩa với lại cái tiếng nói mình nó sẽ nhỏ lại, còn lúc nào tụi nó bớt ồn thì mình tăng lên lại bình thường, vì cái chỗ đó là cái tiếng không được ổn định đó cả nhà ha.
rồi. Rồi nha cả nhà mình. Đây là bé vừa già vừa điếc mà mình cứu được bên đường, cả nhà nhớ bữa hổm đó. Thì hôm nay là bé đã được cạo lông để trị bệnh đó cả nhà ha, trị bệnh da cho bé đó. Nhưng mà cái đầu bé hơi khó chịu, bé hơi khó tánh á. Tại vì cả nhà mình biết sao không, bé mù á, thì đâm ra mình đụng vô bé là có phản xạ của bé rất là cao, đâm ra hơi rất là khó làm. Nó cạo hết hai người dữ luôn á cả nhà, mà cạo được chứ còn là cái đầu mà cạo không nổi luôn á. Nhưng mà bé rất là bình thường á cả nhà, khỏe mạnh, ăn uống bình thường, rất là khỏe, ăn uống mạnh lắm. Chỉ có một cái là bé hơi lãng tai, điếc với lại bé mù thôi, đâm ra cái phản xạ bé mới vậy. Nhưng mà bé cũng được đi trị bệnh rồi cả nhà ha. Thì đang bác sĩ mình cũng là ở đây thì cũng có gửi gắm đặc biệt á, bác sĩ là ở đây cũng có đưa đi bác sĩ trị bệnh cho bé. Đang trị nấm da cả nhà ha. Nhưng mà chưa thả được, tại vì bé mù quá, cái phản xạ bé hơi khó chịu. Đụng mấy đứa kia nó cắn lại à. Đâm ra là còn phải nhốt bé lại cả nhà ha. Đó, cả nhà mình thấy cạo ra để lòi cái da của bé ra để xúc thuốc với lại đi trị bệnh nấm da cho nó đó. Rồi cả nhà mình yên tâm ha, mình sẽ theo dõi bé và mình sẽ gửi gắm đặc biệt cho bé. Rồi cả nhà mình nhìn kỹ cặp mắt của bé nè, rất là tội nghiệp. Con mắt trái của bé hầu như là đục hết rồi cả nhà ha, đục hoàn toàn, cũng như là bé không, chắc không lẽ là không thấy đường hẳn con mắt trái rồi. Con mắt phải thì vẫn đục nhưng mà đục nhẹ hơn. Đó, cả nhà mình thấy vẫn có đục nhưng mà nhẹ hơn, nhưng mà bé không có cảm giác thấy đường nữa cả nhà. Nhưng mà tánh bé rất là khó chịu, tại bé không thấy á, đâm ra cái phản xạ bé rất là khó. Mình phải nuôi bé một thời gian nữa để cho bé thích nghi, rồi bé quen mình rồi á, biết mình là chủ, mình cứu bé rồi á, lúc đó mình sẽ đưa bé đi bác sĩ thường hơn cả nhà ha. Còn bây giờ rất là khó, đụng vô bé là bé sẽ giật. Khi nào mà tụi nó biết ăn rồi là cho anh ít con về anh tặng cho cả nhà nuôi nha. Ừ. Bạn My đã hứa cả nhà ha, khi nào tụi nó biết ăn lớn rồi bạn My sẽ tặng đưa cho mình sẽ đưa lại cho cả nhà mình nuôi, cả nhà mình nhắc cho mình nha. Rồi vậy là mình cũng quay bé mù già cho cả nhà mình xem rồi, thăm bé rồi ha. Thì mình cũng nói cho cả nhà mình xem rồi, ghé thăm bạn My rồi. Thì đây mai mốt mình sẽ ghé lại một lần nữa rồi mình sẽ tặng thức ăn cho các bé. Hôm nay mình đến hơi trễ cả nhà ha, bây giờ là các mẹ mình chờ không được, đâm ra mình về. Thì ít bữa nữa mình sẽ đến một lần nữa rồi mình sẽ tặng thức ăn cho các bé nha. Cái này là mới cứu bên ngoài về, tụi nó có con sẵn nha cả nhà mình ha. Mình sẽ sinh một hai con cho chia ra cho nuôi cả nhà ha. Anh thấy mình có hai bầy chó con á, cả nhà cũng có gọi hỏi anh đó là gặp bé chó nhỏ ở đâu á, xin giùm cho vài con để chia ra một người một con nuôi á. Thì ví dụ như tụi nó biết ăn rồi có thể là em tặng anh một hai đứa, anh về anh chia ra tặng mỗi người một đứa, chia sẻ ra nuôi phụ mình và cho tụi nó thoải mái hơn chút xíu. Kiếm người thương tụi nhỏ. Rồi yên tâm, mà anh sẽ đưa mỗi một chỗ một con thôi, chứ không bao giờ đưa nhiều. Một con thì người ta sẽ thương yêu nhiều hơn. À, tụi nó sẽ sung sướng hơn. Nhớ biết tới chừng đó tụi nó biết ăn nhớ alo anh nha. Dạ. Cho anh mấy con. Rồi nhân dịp khúc này tụi nó bớt ồn cả nhà. Thì mình xin nói số điện thoại của mình để cho cả nhà mình có alo gọi mình thì gọi ha. Số điện thoại mình là 0937037616. Zalo River cùng một số cả nhà ha. Mình xin nhắc lại là số điện thoại mình là 0937037616. Zalo River siêu nhân quận 12 cho cả nhà mình nha.
cũng có người cũng có khán giả là cũng có người là trong trong kênh đó là muốn hỏi số điện thoại của bé My là trực tiếp chăm sóc tụi nó đó, thì hỏi hỏi điện số điện thoại của em để cả nhà mình gọi hỏi thăm á, thì em cho cả nhà mình biết tên hay là số điện thoại hay là địa chỉ gì đó, thì em còn nếu mà không cho biết địa chỉ thì thôi, còn hay mà cho biết tên hay số điện thoại vậy cả nhà mình gọi, tại vì cả nhà mình có hội có nhờ anh là gặp em sẽ hỏi đó. Đó thì em sẽ cho số đi. Dạ số quay bờ đi bờ với lại Zalo của My là 0903852691. My xin dạ. Giấu địa chỉ nữa. À số Zalo đi bờ là cho cái nhà mình được cùng một số điện thoại, nhưng mà địa chỉ thì My xin giấu cả nhà ha. Thì số điện thoại là em đọc lại số điện thoại nè. Số điện thoại á 0903852691. Đó cả nhà mình nghe rõ ha, số đó là số điện thoại Zalo Universe của bạn My ha cả nhà ha. Nhưng mà địa chỉ thì bạn My xin tạm thời giấu, tại vì bạn My nói là biết nhiều quá thì cũng nguy hiểm cho các bé đó. Thì cả nhà bây giờ anh đến thăm bé chó già thì em chăm sóc đặc biệt giùm nó giùm anh, thì có gì là anh sẽ tới lại hậu tạ em sau ha. Còn bây giờ anh xin phép anh về để tối rồi ít bữa nữa anh sẽ tới anh tặng thức ăn cho các bé ha, anh tặng gạo cho các bé chứ giờ tối. Em gửi lời thăm cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ may mắn. Rồi em cũng cảm ơn anh làm cầu nối để cho cả nhà biết đến trạm của em, cả nhà thương giúp mấy bé. Thấy bộ nói không mệt quá hay sao, nói cả đứt khúc. Đã không biết nói chuyện. Rồi bạn My có gửi lời hỏi thăm cả nhà mình ha, chúc sức khỏe cả nhà mình. Rồi mà chắc có lẽ là dọn nguyên cái sân này bự rộng quá thì mệt, đâm ra nói chuyện hơi đứt khúc chút xíu. Rồi vậy mình cũng xin khép clip lại cả nhà ha. Cả nhà mình xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha.